mình tiếng Anh. Phù Kha Thôn. Thật ra bản thân Tường thì nhiều khi mọi người thấy là Kenny ngồi đây, Michael ngồi đây, Ben và chị Hương thì nghĩ là tại vì tất cả những đối tác nước ngoài ngồi đây cho nên là Tường phải đọc tiếng Anh được, chứ không, không phải. Thật ra album này Tường đã hoàn thành là phần demo hồi tháng 4, tháng 5 trước khi gặp những người này cùng với chị Hương. Và nó giống như Tường cảm giác là có những cái từ mà tiếng Việt mình không có nói được. Giống như là trong cái phần rap leader thì ban đầu có chị Hương đây làm chứng, là Tường lúc đầu Tường nộp cho chị Hương là toàn tiếng Anh hết. Tường cảm thấy là thoải mái hơn khi rap bằng tiếng Anh. Nhưng mà chị nói là không có được, em ở Việt Nam và em phải, bây giờ em không tốt, rap không tốt cũng được nhưng mà phải tập và phải viết, cho nên là Tường phải viết thêm vào và Tường phải cố gắng vượt qua cái nỗi sợ của bản thân rất nhiều để mà mình nghe cái giọng mình rap á. Tại vì là người miền Bắc thì rap nhiều rồi, rất là nhiều người mình nghe rap rồi, nhưng mà người miền Tây rap như thế nào? và Tường phải thấy vượt qua cái sự sợ hãi đó, và mình phải hiểu được là rap nó là một cái rất là cá nhân, cả về thái độ lẫn cái tính địa phương, cho nên là mình phải tự hào vì mình là người miền Tây và mình là cái người rap theo cái tiếng địa phương của mình. Và ban đầu Tường cũng tính nghĩ là chắc là Tường phải rap bằng tiếng Bắc đi, nhưng mà thôi, Tường thấy Tường không thể nào gồng như vậy cả suốt cả đời đâu. Và khi mà Tường nghĩ là ok, có thể lần này mình sẽ dở một chút, nhưng mà lần sau nhất định mình phải hay hơn, thì Tường nó cứ như vậy. Và tất cả những cái tên trong ấy của Tường là do từ cái suy nghĩ của Tường ra. Tường không có nói khoác, nhưng mà cái tư duy của Tường thì là nó luôn luôn là hai cái cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Ví dụ như Tường đặt cái bài Nobody thì cái câu hút của nó, tất cả những câu hút trong 10 bài Tường đều lấy tiếng Anh để mà có thể là nó từ trong người mình nó ra như vậy. Và tôi nghĩ là lúc mà mình giải thích ấy,